Không lâu sau khi xe về đến đại lý, giới tư vấn bán hàng Hyundai đã nhận đặt cọc mua Ursen 2021 của khách hàng, dự kiến giao xe vào cuối tháng 11. Theo một tư vấn bán hàng, phía thành công chưa công bố giá bán chính thức, các đại lý mới chỉ chốt hợp đồng với khách hàng bằng giá dự kiến. Cụ thể Hyundai Ursen 2021 bản át tiêu chuẩn có giá dự kiến 510-520 triệu trong khi bản full có giá dự kiến 555-570 triệu khách hàng ký hợp đồng mua xe Hyundai Accent 2021 sẽ hưởng quyền lợi được hoàn lại tiền đặt cọc nếu giá bán cao hơn giá dự kiến mà đại lý được đưa ra. Trong trường hợp giá chính thức thấp hơn giá dự kiến, khách hàng sẽ được mua đúng mức giá chính thức. Giá bán của Hyundai Accent bản át và át đặc biệt đời cũ trong tháng 11 lần lượt là 492 triệu và 535 triệu. Như vậy, giá dự kiến của Hyundai Accent bản mới tăng 20 đến 30 triệu. Trước đó, Hyundai Elantra 2021 bản full đã được đưa về đại lý để chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức. Xe thay đổi lớn ở thiết kế đầu xe. Cụm đèn được vuốt điệu đà hơn, nối liền lưới tản nhiệt. Tư vấn bán hàng đại lý cho biết bản nâng cấp này có thể được đổi từ đèn halogen sang LED. Bộ vành 5 chấu đơn kích thước 16 inch cũng được trao chuốt lại thiết kế. Đuôi xe ít có khác biệt so với bản hiện hành. Điểm nhấn phía sau là thanh chrome tạo hình ống xà kép giả là bản facelift nên Ersen 2021 không thay đổi kích thước. Hệ thống khung gầm vẫn giữ nguyên. Nội thất của bản mới về cơ bản là giống bản cũ. Thay đổi rõ ràng nhất là màn hình đặt nồi ra ngoài, nâng kích thước từ 7 in lên 8 in. Màn hình mới được trông đợi có Apple I trên Android Auto. Đồng hồ có giao diện mới, cùng tính năng để nổ từ xa. Động cơ không thay đổi, vẫn là loại xăng 1.4 lít cho công suất 100 mã lực và mô men xoắn 132 Nm hộp số vẫn có hai tùy chọn số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Các trang bị an toàn nhiều khả năng giữ nguyên. Hyundai Ocean là mẫu xe bán chạy thứ hai phân khúc, chỉ sau Vios và bỏ xa các đối thủ khác. Trong 10 tháng đầu năm 2020, doanh số mẫu xe này đạt 15.008 xe, trong khi con số của Vios là 22.563 xe. Xe cộ